Thưa quý vị, thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó thăm cấp nhà nước tới Cuba. Theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Tiếp theo là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 19 tháng 9 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027 về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đề án sửa đổi bổ sung quyết định số 244/QĐ-TU ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng, dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng. Thưa quý vị, chiều nay Học viện Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, 5 năm qua, công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua khen thưởng của Học viện luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ và toàn diện. Các đợt thi đua sáng tạo hiệu quả đã tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác, trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ học viện nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Trước những yêu cầu phát triển thời gian tới, đại hội thể hiện quyết tâm đưa phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới, xây dựng học viện xứng đáng với vị thế và truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp công dân theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Vân, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất và công dân Hà Quang Thuyết, con ông Hà Văn Đạo ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Nội dung đơn phản ánh việc công dân Nguyễn Thị Vân ở xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính phải nộp từ năm 2022, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 36, diện tích 150m² tại khu vực vườn cây Công Tráng, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất. Sau khi nghe báo cáo tiến độ giải quyết của các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định vụ việc trên có trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất khi chưa thực hiện hết trách nhiệm trong giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất sớm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong tháng 10 năm 2024. Đồng thời đề nghị huyện Thạch Thất rà soát trên địa bàn huyện còn có những trường hợp nào đủ điều kiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì xem xét xử lý, giải quyết sớm, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã tiếp công dân theo đơn thư của ông Hà Quang Thuyết, con ông Hà Văn Đạo ở thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Trong đơn thư, ông Thuyết đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình đối với thửa đất số 85, tờ bản đồ số 3 tại thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tìm phương án tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vụ việc của công dân, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2024.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban tiếp công dân thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị tiếp nhận ủng hộ và trao hỗ trợ cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Tính đến ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức 2 đợt phân bổ cho 12 tỉnh thành phố với tổng số tiền là 81,5 tỷ đồng. Từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận ủng hộ hơn 177 tỷ đồng. Đợt này, Mặt trận Tổ quốc Hà Nội trao hỗ trợ cho 628 sinh viên các tỉnh phía Bắc đang học tập tại thủ đô có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Trong đó, 101 em thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi em 5 triệu đồng và 527 em có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 là 3 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương bày tỏ xúc động khi lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã được lan tỏa. Chỉ sau 10 ngày, quỹ cứu trợ đã nhận về hơn 177 tỷ đồng. Đây là con số không chỉ nói lên sức mạnh tinh thần đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn thể hiện sự tin tưởng, tin cậy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài địa bàn thành phố, hỗ trợ thiết thực cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ngay sau hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đề nghị các cấp ủy địa phương ra soát để Mặt trận Tổ quốc thành phố kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trích quỹ cứu trợ thành phố số tiền là 30 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra như xây sửa nhà bị hư hỏng, mua cây, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất ổn định cuộc sống. Cụ thể, các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Cạn, Tuyên Quang mỗi tỉnh 3 tỷ đồng. Các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Bình, Lai Châu mỗi tỉnh 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, cơn bão số 3 vừa qua gây mưa lớn khiến mực nước nhiều con sông trên địa bàn thành phố đạt mức lịch sử, đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống đê kè của Hà Nội. Nhiều sự cố xảy ra, song đã được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê sung yếu. Tuy nhiên, một số tuyến đê không thể chống tràn do mực lũ quá lớn, cần được đầu tư nâng cấp tu bổ theo lộ trình, đáp ứng diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết. Ngày 10 tháng 9 đã xảy ra sạt trượt mái đê hạ lưu Hữu Đà tại địa bàn thôn Tòng Lệnh 1, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, với độ dài khoảng 20 mét. Sự cố đã được phát hiện, tập trung xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân, công an và nhân dân đã dùng tải và chúng tôi đã huy động 100 khối cát và chúng tôi đã xử lý ngay. Thế và chúng tôi đã mua trên 600 mét bạt để che không cho nước mưa ngấm xuống cái chỗ bị sạt lở. Thành phố Hà Nội có hơn 37 km đê hữu hồng là đê cấp đặc biệt, hơn 249 km đê cấp 1 là các tuyến đê tả hồng, hữu hồng, tả đuống, hữu đuống, tả đáy và đê Vân Cốc. 45 km đê cấp 2 là đê Hữu Đà, tả đáy, đê La Thạch, đê Ngọc Tảo. Và 72 km đê cấp 3, 160 km đê cấp 4 và hệ thống đê bối, đê bao. Trên hệ thống các sông là sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Tích, sông Đáy. Bão số 3 gây mưa lớn và xả lũ thủy điện từ thượng nguồn khiến mực nước sông Hồng đạt dưới báo động 3 13 cm, lớn nhất từ năm 2023 đến nay. Sông Cầu, sông Cà Lồ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971, vượt báo động 3 là 2,02 m. Sông Tích, sông Bùi cao hơn báo động 3 là 80 cm, đỉnh lũ lịch sử năm 2018 cao hơn có 29 cm. Điều này đã gây ra sự cố tại một số vị trí, song đã được phát hiện ứng phó kịp thời. Từ cái hộ đê cao khoảng 3 m thì khi nước sông vào thì đương nhiên là nó ngấm, bắt đầu nước sông tuôn ra nó bắt đầu sạt. Thì chính vì thế nên có hộ đê nên là nó đảm bảo là nó chỉ tật sạt thôi, nếu mà không hộ đê, kẻ hộ đê thì là rất phức tạp.
Riêng một số tuyến đê vùng Hữu Bùi, Hữu Tích đã bị tràn do lũ quá lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều ngày tại một số xã trên địa bàn huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức. Sông Nhuệ đã tràn bờ, gây ngập lụt tại một số địa điểm tại Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì. Ở xã An Phú là do lũ dừng ngang, hiện nay là cái đê ngoài vùng 700 là trên 11,7 km hiện nay đã tràn. Bốn cái vùng, vùng thứ nhất là vùng Đồng Chiêm, vùng thứ hai là vùng Nam Hưng, vùng thứ ba là vùng Quán Mai, vùng thứ tư là vùng Thanh Hà, là các vùng lẻ đã ngập và thiệt hại về diện tích thủy sản thì cơ bản là mất trắng ở ngoài vùng. Đối với đê trên địa bàn huyện Thanh Trì thì cái cao trình mặt đê thấp dẫn đến nhiều vị trí sung yếu, nhiều vị trí bị tràn bờ. Thì việc này thì công ty cũng đã báo cáo Sở Nông nghiệp cùng với Ủy ban nhân dân huyện để đưa vào các cái dự án trong các cái kỳ đầu tư đảm bảo cao trình mặt đê có thể đáp ứng được cái việc phòng chống với cái mực nước sông Nhuệ lên cao như bão số 3 vừa qua. Để nâng cao năng lực chống lũ của hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, việc đầu tư nâng cấp cần theo hướng đồng bộ, hoàn chỉnh, mở rộng mặt đê kết hợp giao thông tại các tuyến đê sung yếu. Riêng đối với địa bàn nằm trong vùng phân chậm lũ trước đây, cần có các giải pháp khắc phục mang tính tổng thể, lâu dài, bền vững, thích ứng với các diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết. Bão số 4 đang gây mưa lớn ở miền Trung. Chuyên gia cảnh báo không nên chủ quan trước cơn bão này. Bão số 4 kết hợp với tác động gió mùa Tây Nam mạnh, nằm trong giải hội tụ nhiệt đới nên có hoàn lưu ảnh hưởng rất rộng. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ sáng sớm ngày 19 tháng 9, vùng hoàn lưu bão số 4 đã gây ra mưa rất lớn. Giải mây gây thời tiết xấu trải rộng từ khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ xuống khu vực Nam Trung Bộ. Lượng mưa trong đêm ngày 18 tháng 9 đến sáng ngày 19 tháng 9 ở một số nơi thuộc khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị rất lớn, có nơi mưa trên 200mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo lượng mưa lớn tập trung trong khu vực này sẽ còn tiếp tục trong ngày và đêm 19 tháng 9. Nguy cơ rất lớn liên quan đến lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Tây. Người dân không vì thấy đây là bão cấp 8 mà chủ quan, vì cơn bão số 4 kết hợp tác động gió mùa Tây Nam mạnh nằm trong giải hội tụ nhiệt đới nên có hoàn lưu ảnh hưởng rất rộng. Ngoài khu vực chịu tác động trực tiếp là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, hoàn lưu bão còn ảnh hưởng mở rộng ra Tây Nguyên, Nam Bộ. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp thông tin về công tác phối hợp với các nước để bảo hộ ngư dân trước cơn bão số 4 Sulik. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Hà Nội về nội dung Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các nước như thế nào để bảo hộ ngư dân và tàu thuyền Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, hôm nay Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 98 chỉ đạo tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ ngư dân khi biển động mạnh. Và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ như là Bộ Ngoại giao thì các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc và một số địa bàn lân cận đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để thông báo cập nhật thông tin về cơn bão Sulik và đề nghị các cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ tàu thuyền ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên biển mà không kịp về đất liền để vào trú và tránh bão. Và đồng thời Bộ Ngoại giao cũng có công hàm để gửi đến các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội để phối hợp thông tin chặt chẽ, kịp thời báo cáo về nước để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong trường hợp có ngư dân tàu thuyền Việt Nam cần cứu hộ và cứu nạn khẩn cấp. Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã khẳng định Việt Nam vô cùng trân trọng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong cơn bão số 3 Yagi vừa qua. Những bức thư điện thăm hỏi và sự hỗ trợ về nhân lực và vật lực giúp Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 3 là vô cùng quý giá. Thưa quý vị, đưa nhà máy điện rác Seraphim, nhà máy điện rác thứ 2 của thủ đô Hà Nội vào vận hành thử nghiệm từ tháng 12 năm nay. Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với chủ đầu tư nhà máy điện rác Seraphim diễn ra sáng nay tại thị xã Sơn Tây. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc.
Nhà máy điện rác Seraphim nằm trong khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, có công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 2.250 tấn mỗi ngày đêm, công suất phát điện là 37 MW, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Được xây dựng từ năm 2020, sử dụng công nghệ hiện đại lò ghi cơ học Martin của Đức. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những nhà máy điện rác lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đến thời điểm này, các hạng mục chính của nhà máy đã cơ bản hoàn thành. Hiện vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết liên quan đến phương án đấu nối tuyến đường dây 110 kV của nhà máy lên lưới điện quốc gia, công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi phần diện tích mở rộng hơn 3,7 hectare. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông ghi nhận sự cố gắng của chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Với các vướng mắc hiện tại liên quan đến hồ sơ pháp lý, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của thành phố để hoàn thiện. Riêng hạng mục xử lý cho bay cần có giải pháp càng sớm càng tốt để đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường. Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị chủ đầu tư cam kết đưa nhà máy vào vận hành thử nghiệm từ tháng 12 năm nay. Tháng 12 chúng ta vận hành được. Thì vận hành được mà chúng ta toàn bộ cái rác thải chúng ta phân luồng ở đây. Thì sang năm thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng phải chủ động xây dựng cái kế hoạch. Kế hoạch chúng ta phân luồng đây thì không còn cái chôn lấp nữa. Như hiện nay là chúng ta cứ chôn lấp ở trên kia là không xử lý triệt để được vấn đề nước rác. Nhà máy điện rác Seraphim là nhà máy điện rác thứ hai của Hà Nội. Khi đi vào hoạt động chính thức cùng với nhà máy điện rác Nam Sơn sẽ giúp giải quyết cơ bản số rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của thủ đô, ước tính từ 7.000 đến 8.000 tấn. Hướng tới chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, tổ hợp Cung Thiếu Nhi Hà Nội tọa lạc tại vị trí giáp danh thuộc địa bàn hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm sẽ được khánh thành vào thứ Bảy ngày 21 tháng 9 này. Đây hứa hẹn là một địa điểm học tập vui chơi khang trang và hiện đại cho thiếu nhi thủ đô. Cung Thiếu Nhi mới của Hà Nội là dự án trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2020-2025, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng này. Cung được xây dựng tại khu công viên Hồ Điều Hòa CV1 với tổng diện tích gần 40.000 m², diện tích xây dựng hơn 10.000 m². Hiện tại, các hạng mục chính của Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã cơ bản được hoàn thành. Bên cạnh các tòa nhà chính, đường đi và khu vực công viên xung quanh thì cũng đã được hoàn thiện. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng không chỉ với thiếu nhi thủ đô mà còn đối với du khách tham quan. Tổ hợp Cung Thiếu Nhi Hà Nội được đầu tư với số vốn lên tới 1.300 tỷ đồng nhằm tạo ra một không gian phát triển toàn diện cho trẻ em. Dự án được thiết kế theo chủ đề ươm mầm và phát triển, với hai tòa nhà lớn hình tròn là trung tâm tạo nên hình dáng tổng thể mềm mại, liền khối. Bên cạnh đó, với nhiều ý tưởng trong thiết kế mới lạ, độc đáo, gần gũi với thiên nhiên để vừa phù hợp với thiếu nhi, vừa mang tính giáo dục cao. Theo cái ý tưởng của đơn vị thiết kế thì vừa là tạo một cái thân thiện với môi trường xung quanh, tạo một cái cảnh quan mới phù hợp với cả môi trường của khu công viên, cũng như là cái tạo cái trí tưởng tượng phong phú hơn cho các cháu. Theo thiết kế của dự án, Cung Thiếu Nhi gồm tháp thiên văn, khu vui chơi và được chia thành hai khu A và B, được kết nối với nhau bằng cây cầu hình chữ X cách điệu, mang lại một không gian mở, rộng rãi và hiện đại dành cho thiếu nhi thủ đô. Chúng ta cũng thấy là tất cả các cái thiết kế không bị cứng nhắc, không bị đóng thành các cái khối vuông mà đều được uốn lượn và một cách rất là mềm mại, nó gần gũi với trẻ thơ hơn. Người dân thì cũng rất là mong muốn và kỳ vọng là cái địa điểm thường xuyên để tổ chức những sự kiện, những chương trình đáp ứng được cái nguyện vọng cũng như là nhu cầu của người dân và đặc biệt là của thiếu nhi trên địa bàn. Sau 3 năm triển khai, dự án Cung Thiếu Nhi Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 21 tháng 9 tới, là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Cung Thiếu Nhi Hà Nội mới hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian vui chơi thoải mái, gần gũi, phục vụ thanh thiếu niên không chỉ của Hà Nội mà còn cho cả nước. Hơn 35.000 bị hại trong một vụ án là con số lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Đó chính là con số mà sáng nay Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án lần này, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân tập trung trước trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM để theo dõi phiên tòa đặc biệt này. Trong số những người có mặt tại đây, không ít người nằm trong số hơn 35.000 bị hại của vụ án này. Họ chờ đợi sau một tháng xét xử, quyền lợi của họ được bảo đảm, đồng tiền tham gia mua trái phiếu được bồi hoàn.
Đúng 8 giờ sáng, phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TP HCM làm chủ tọa chính thức diễn ra. Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, riêng Trương Mỹ Lan có 4 luật sư. Có hơn 534 tổ chức cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trong sáng nay, phần lớn người liên quan vắng mặt, trong đó có cả đại diện tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng một tháng. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của gần 36.000 bị hại, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo, đối tượng liên quan tại tập đoàn và ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới. Trương Mỹ Lan cũng được xác định là đã chỉ đạo các đối tượng thành lập nhiều công ty ma sử dụng cho các mục đích riêng. Tính đến tháng 10 năm 2022, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty, trong đó có 46 công ty nước ngoài và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án, gồm hơn 224 tỷ đồng, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.300 tỷ đồng. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần Viện Kiểm sát công bố cáo trạng dài hơn 60 trang. Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh phương Tây cho hay đơn vị 8200, một đơn vị tình báo của quân đội Israel đã tham gia vào giai đoạn lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công nhằm vào Hezbollah kéo dài hơn một năm. Nguồn tin an ninh Liban giấu tên cho biết cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng đằng sau hoạt động tinh vi nhằm cài lượng nhỏ thuốc nổ bên trong 8.000 máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh phương Tây nói với Reuters rằng đơn vị 8200, một đơn vị quân đội không thuộc cơ quan tình báo Mossad, đã tham gia vào giai đoạn xây dựng kế hoạch cho chiến dịch tấn công nhằm vào Hezbollah kéo dài hơn một năm. Nguồn tin cho biết đơn vị 8200 đã tham gia vào khâu kỹ thuật để thử nghiệm cách thức có thể đưa vật liệu nổ vào quy trình sản xuất. Quân đội Israel từ chối bình luận. Văn phòng Thủ tướng Israel chịu trách nhiệm giám sát Mossad cũng chưa lên tiếng về thông tin trên. Vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin hôm 17 tháng 9 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương ở Liban. Một ngày sau đó, nhiều bộ đàm cũng phát nổ ở các thành trì của Hezbollah ở Liban, trong đó có thủ đô Beirut, khiến ít nhất 20 người chết và hơn 450 người bị thương. Số bộ đàm này được Hezbollah mua cách đây 5 tháng, cùng thời điểm tiếp nhận lô máy nhắn tin phát nổ. Trong diễn biến liên quan, ngày 19 tháng 9, nhà sản xuất thiết bị vô tuyến Ecom của Nhật Bản cho biết không thể xác nhận các máy bộ đàm liên quan đến vụ nổ ở Liban có phải do công ty này vận chuyển hay không, và rằng pin dùng trong thiết bị đã được ngừng bán từ 10 năm trước. Trong một tuyên bố, Ecom cũng nói rõ sản phẩm của công ty xuất khẩu ra nước ngoài đều trải qua quy trình quản lý nghiêm ngặt. Trước đó, Ecom đã cấp tốc mở cuộc điều tra ngay sau khi các máy bộ đàm cầm tay do lực lượng Hezbollah sử dụng đã phát nổ ngày 18 tháng 9. Hình ảnh các máy bộ đàm phát nổ có nhãn hiệu ghi dòng chữ Ecom và sản xuất tại Nhật Bản. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Ahmad của Nga, kiêm Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Abdi Alodinov, thông báo nước này đã giành lại được hai ngôi làng ở phía tây tỉnh Kursk, trong bối cảnh các lực lượng Nga đang tiến hành phản công chống lại hàng nghìn quân Ukraine đã tràn qua biên giới Nga vào tháng trước. Trong một video được đăng trên kênh Telegram cá nhân, ông Alodinov thông báo, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng Nikoladevo Darino và Darino. Những ngôi làng này cách khoảng 15 km so với tiền tuyến cũ được quân đội Ukraine thiết lập vào tháng 8 và cung cấp cho quân đội Nga một vị trí để tấn công Svedikovo, nơi quân đội Ukraine đang sử dụng làm trung tâm hậu cần. Thiếu tướng Alodinov lưu ý lực lượng Nga cũng đang tiến vào miền đông Ukraine. Trong khi đó, cùng ngày, không quân Ukraine tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ tất cả 42 thiết bị bay không người lái UVA và một trong bốn tên lửa mà Nga sử dụng trong một cuộc tấn công vào đêm 18 tháng 9. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định giảm 0,5% mức lãi suất cơ bản, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2020. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ đang chậm lại ổn định và lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe của thị trường lao động.
lãi suất cơ bản ở Mỹ đang ở mức 5,25% đến 5,5% từ tháng 7 năm 2023, giờ sẽ giảm xuống còn 4,75% tới 5%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2020. Ngoài các lần cắt giảm khẩn cấp trong thời kỳ COVID-19, lần cuối cùng cơ quan này cắt giảm ở mức tương tự là vào năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Fed cũng dự kiến cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa, mỗi lần 0,25% trong năm nay. Sau đó sẽ là 4 lần cắt giảm nữa vào năm tới và 2 lần cắt giảm vào năm 2026, bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ mới sau thời gian dài thắt chặt. Lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến chi phí vay ngắn hạn của ngân hàng, mà còn tác động tới nhiều sản phẩm tiêu dùng như lãi suất vay thế chấp, vay mua xe và thẻ tín dụng. Vì vậy, quyết định cắt giảm lãi suất lần này của Fed sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, có thể kích thích đầu tư, tiêu dùng và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.